Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một số máy bay hạ cánh ở đầu phía đông sân bay Nội Bài. Trong một ngày sân bay đổi đầu cất hạ cánh. Đầu tiên là một chiếc E190 của hãng Bamboo Airways. Một chiếc máy bay của nhà tre Việt đang hạ cánh. Và bên dưới là hình ảnh lũy tre quen thuộc của làng quê Việt Nam. Một bức tranh làng quê rất thanh bình phải không các bạn? Và đây là chiếc Airbus A321 CEO của hãng Viettravel Airlines. Bánh máy bay chạm mặt đường băng tỏa ra rất nhiều khói. Và đây là pha hạ cánh của một chiếc máy bay lớn, một chiếc Boeing 787 của Vietnam Airlines. Còn đây là chiếc Airbus A321neo của hãng Bamboo Airways. Chiếc này được mang sticker chiếc Airbus A321neo đầu tiên của hãng Bamboo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.